Thưa quý vị và các bạn, mạng xã hội hiện nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, và đặc biệt là đối với những người trẻ. Hiện nay thì đi đâu chúng ta cũng thể bắt gặp tới hình ảnh là rất là nhiều người sử dụng những thiết bị di động hiện đại hoặc là cắm cúi bên máy vi tính để có thể vào được Facebook, cập nhật trạng thái của bạn bè cũng như là đăng tải những thông tin chia sẻ về cảm xúc cá nhân của mình. Tôi cá nhân tôi nghĩ rằng là Facebook bản thân nó không có lỗi gì cả. Quan trọng là cách mỗi người sử dụng nó như thế nào. Nhưng có một thực tế mà tôi nghĩ không nên coi nhẹ, đó là dù trong điều khoản sử dụng của mình, Facebook không khuyến khích người dùng dưới 13 tuổi. Tuy vậy vẫn có một lượng học sinh dưới 13 tuổi tham gia mạng xã hội này. Vâng, điều này thì không khó lý giải bởi vì chúng ta có thể thấy là sự đa dạng, sự phổ biến của các thiết bị thông minh, bên cạnh đó là sự tò mò cũng như là nhu cầu thiết yếu cần được chia sẻ những suy nghĩ rồi những cảm xúc của cá nhân đã khiến cho rất nhiều em sử dụng ứng dụng này một cách rất sớm. Trên mạng thì có rất là nhiều thông tin mà lứa tuổi học trò không chỉ là dưới 13 đâu mà còn có thể là trên 13 nữa cũng không nên tiếp cận. Ngoài ra thì các em cũng có thể là chưa biết cách dùng Facebook một cách an toàn và văn minh. Vâng, tôi nghĩ khi mà chúng ta chưa thể kiểm soát hoàn toàn việc này thì nên chăng các bậc phụ huynh cần có sự giải thích cặn kẽ cho con về mạng xã hội, bởi điều này cũng quan trọng không kém gì việc dạy con bảo vệ mình khỏi những hành vi xâm hại hay là trang bị những kỹ năng sống tối thiểu cho các em. Và đó cũng là nội dung mà chúng tôi muốn đề cập trong câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay. Dù mới chỉ đang học lớp 6, nhưng cô bé Quỳnh Anh đã biết dùng Facebook. Có lẽ sau khi ở trường về thì đây là khoảng thời gian mà em thích nhất. Em dùng Facebook được hơn một tháng rồi. Lớp em có khoảng 50 bạn mà khoảng 3 phần 4 các bạn đều là dùng Facebook. Thường thường thì em hay nhắn tin ở trên Facebook. Em xem đồ quần áo người ta bán online. Em trao đổi bài vở với cả các bạn. Và em cũng phải nữa. Thì bố mẹ em vẫn cho dùng, chị em vẫn cho dùng. Nhưng mà mọi người chỉ nhắc nhở là tại vì giờ có nhiều người hay lừa ở trên Face là người ta lừa tiền này. Người ta nói mình thế này thế kia, bố mẹ em nhắc cẩn thận không không trả lời lại người lạ. Những cô cậu học trò nhỏ như Quỳnh Anh có lẽ chỉ dùng Facebook để cập nhật thông tin thường ngày, kết bạn, trao đổi bài tập. Có chị gái tâm lý và chiều em cũng chính là một trong những điều kiện khiến Quỳnh Anh tiếp cận Facebook nhanh hơn cả. Thời đại công nghệ thông tin, việc một đứa trẻ 12, 13 tuổi dùng Facebook có lẽ không còn là chuyện hiếm thấy. Và việc trong một gia đình, mọi thành viên đều có tài khoản trên mạng xã hội phục vụ việc liên lạc, trao đổi thông tin cũng là chuyện thường tình. Tôi không cấm con khi dùng Facebook. Vì tôi nghĩ là cái này là nó cũng rất là bình thường để cho con được tiếp cận với một cái xã hội văn minh, khoa học. Và có một cái Facebook này, chúng tôi là cha mẹ đến nhìn nhận được con cái mình sau giờ học và sau giờ ở nhà. Nhưng có những cái tâm sự riêng tư tôi cũng mong con tôi phải chia sẻ, nhưng mà cũng có cái nên cần có các bạn để chia sẻ cùng. Facebook là mạng xã hội thu hút hàng tỷ người trên thế giới tham gia. Mạng xã hội nào cũng vậy, luôn có những điều tốt và những hiểm họa không thể lường trước. Nhiều người trưởng thành còn đôi khi bị lừa bởi những chiêu trò như nạp thẻ hay trúng thưởng, huống hồ là các em nhỏ. Cũng không phải ngẫu nhiên mà Facebook không khuyến khích người dùng dưới 13 tuổi, dù mạng xã hội này cũng chưa có giải pháp nào để đảm bảo người dùng khai tuổi thật của mình. Tôi hay nhắc em gái tôi là làm bất cứ cái gì thì nên cẩn thận, không nên trả lời tin nhắn của những người lạ gửi cho mình. Những người mà gửi cho mình những cái link linh tinh chẳng hạn, không nên kích vào, không quan tâm. Và phải cẩn thận từng lời ăn tiếng nói trên Facebook. Tại vì Facebook bây giờ không phải chỉ riêng giới trẻ, mà là cả người lớn, chính bản thân mẹ của tôi cũng dùng. Con còn nhỏ, chỉ lên vào những cái trang, trang gì, trang báo học trò, hoặc là dân trí thì nó sẽ có cái điện ảnh. Đấy, tôi chỉ khuyên con thấy. Còn những cái chuyện mà rất là con còn nhỏ tuổi, lời nói và câu nói của con đều phải rất là
tế nhỉ. Lứa tuổi dưới 16 là lứa tuổi đang thích thể hiện cái tôi cá nhân và có tâm lý chưa ổn định. Mạng xã hội là nơi các em có thể thỏa sức làm những điều mình muốn. Lướt qua một vòng Facebook, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người giật mình khi Facebook đang được nhiều em dùng không đúng cách. Thậm chí, mạng xã hội còn bị biến thành một nơi phức tạp để khoe tình yêu với những ngôn từ nồng thắm, hết sức người lớn, trút bỏ bức xúc với cha mẹ, thầy cô. Hay khoe gia đình và bản thân. Những cảnh báo của Facebook dành cho người dùng, đặc biệt những lời khuyên về tuổi người dùng rất nhiều. Nhưng khi lập tài khoản hoặc khi biết con cái mình sử dụng mạng xã hội, có lẽ không mấy người đọc. Rõ ràng ở đây cái trách nhiệm của gia đình là quan trọng nhất. Các bậc cha mẹ làm thế nào phải dành thời gian quan tâm và chăm sóc đến con của mình. Không chỉ riêng Facebook đâu, các cái vấn đề khác. Nếu thiếu sự quan tâm, thiếu sự dõi theo để mắt của các bậc cha mẹ, để mà thứ nhất là chăm con, thứ hai là dạy bảo con, thứ ba là hướng con đi theo cái đường đúng, thì nguy cơ các em bé bị sa ngã, bị vi phạm pháp luật, bị sa vào các cái tệ nạn xã hội rất cao. Nhà trường thì ngoài cái công việc giáo dục về kiến thức, kỹ năng, phải có sự trao đổi và hỗ trợ các em bé về kỹ năng sống và có cái tư vấn tâm lý. Rõ ràng, Facebook không chịu trách nhiệm về những hệ lụy mà nó mang lại, đặc biệt với đối tượng trẻ em dưới 16 tuổi. Những bước đi lệch lạc hay suy nghĩ không đúng hướng, các em và gia đình mới là những người phải gánh chịu. Ngoài những lợi ích mà Facebook mang lại, thì không ai có thể phủ nhận nó tiềm ẩn quá nhiều cám dỗ và nguy cơ. Trong thời đại A+ như thế này, thì sự sát cánh của cha mẹ bên con cái luôn là cần thiết.